Sự thông minh trời ban, lòng ham khám phá và tính cách nổi loạn đã giúp cho Âu Sâu trở thành một trong những vị thiền sư được nhiều người kính trọng. Ông thu hút người ta bằng cái tài hùng biện, lôi cuốn người nghe trong từng câu chuyện và đôi khi khiến người khác phải sợ hãi. Song song với những bài thuyết giảng vĩ đại thì ông cũng là trung tâm của những tranh cãi, thậm chí là tai tiếng. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thiền sư Âu Sâu, cuộc đời thăng trầm của bậc đạo sư nổi loạn. Tuổi thơ trầm lặng. Osho tên thật là Charan Mohanchan, ngoài ra còn có nhiều tên khác như là Acharya Janis hay Bhagwan Sri Janit. Ông sinh ngày 11 tháng 12 năm 1931 ở làng Kuchwada, bang Madhya Pradesh thuộc miền Trung Ấn Độ. Osho là con trai cả trong một gia đình kỳ na giáo China, một trong những tôn giáo lâu đời nhất trên thế giới. Điều đặc biệt là khi lấy nhau, cha Osho chỉ mới 10 tuổi, còn mẹ của ông chỉ mới lên 7. Đây là một trong những trường hợp của nạn tảo hôn khi ấy. Kuchwada là một ngôi làng nhỏ và tĩnh mịch, chỉ có vài túp lều gần một cái ao và một vài cây cao nơi Osho thường chơi đùa. Làng không có một ngôi trường nào, chính vì thế mà Osho không được đi học dù đã lên 9 tuổi. Lứa tuổi quan trọng trong quá trình hình thành tính cách của con người. Ông cũng không có nhiều kỷ niệm sâu sắc với cha mẹ ruột vì được ông bà ngoại nuôi nấng trong những năm đầu đời. Trong ngôi làng nhỏ chỉ gồm khoảng 200 người ấy, gia đình Osho là gia đình giàu có nhất. Vì muốn bảo bọc cháu mình, ông bà ngoại không cho Osho chơi với bất cứ đứa trẻ nào trong làng. Sự cô đơn dần chiếm lấy tuổi thơ của ông, dần dần Osho yêu thích sự cô độc của chính mình. Từ khi còn nhỏ, ông đã là một đứa trẻ thông minh, tự lập, nhưng cũng khá nổi loạn. Ông hiếu kỳ về những lễ nghi tín ngưỡng cổ truyền và chịu ảnh hưởng sâu sắc từ bà ngoại, một người phụ nữ sắc sảo. Chính bà là nhân tố quan trọng hình thành nên tư tưởng biết chính mình của Osho. Giác ngộ từ năm 22 tuổi. Năm lên 7, ông ngoại qua đời, Osho chuyển đến Gadawada để sống với cha mẹ. Sự ra đi của ông ngoại đã ảnh hưởng sâu sắc đến Osho, khiến ông thường lo lắng về cái chết trong suốt thời thơ ấu và thanh niên. Khi được đến trường, Osho không phải là một học sinh xuất sắc. Ngược lại, ông còn khá nổi loạn nhưng lại có nhiều năng khiếu, đặc biệt là khả năng tranh luận. Năm 1951, ở tuổi 20, Osho bắt đầu học tại trường Hittadini College ở Chapapur. Nhưng sau đó, ông phải chuyển đến trường cao đẳng Tienchen, Chapapur. Vì những xung đột với thầy giáo ở trường cũ, với khả năng hùng biện xuất sắc, Osho được miễn hầu hết các môn học nhưng vẫn phải tham gia đầy đủ các kỳ kiểm tra. Ông sử dụng thời gian rảnh của mình để làm trợ lý biên tập tại một tờ báo địa phương. Theo những ghi chép của Osho, ông đã đạt định Samadhi và chứng ngộ vào ngày 21 tháng 3 năm 1953 khi mới 22 tuổi. Sau khi tốt nghiệp cử nhân triết học tại Tienchen College, Osho tiếp tục học đại học Saga và nhận bằng thạc sĩ triết học vào năm 1957. Từ năm 1958, ông là giảng viên triết học tại trường đại học Chapapur và nhanh chóng được phong giáo sư vào năm 1960. Là một giảng viên nổi tiếng, ông được các đồng nghiệp thừa nhận là một người thông minh vượt trội, có thể vượt qua những thiếu sót trong chương trình giáo dục ở vùng quê. Song song với việc giảng dạy tại trường đại học, Osho đã đi thuyết giảng vòng quanh Ấn Độ với cái tên là Acharya Ranis. Từ năm 1962, ông khởi xướng các trại thiền định từ 3 đến 10 ngày. Các trung tâm thiền định đầu tiên bắt đầu xuất hiện xung quanh những lớp giảng dạy, sau đó được gọi là phong trào thức tỉnh cuộc sống Chivan Chaturthi Andolan. Năm 1966, ông tự nhiệm việc giảng dạy tại trường đại học Chapapur và tập trung vào việc giáo huấn cho các đệ tử. Trong một loạt bài giảng vào năm 1968, sau này xuất bản dưới tiêu đề Từ tình dục đến siêu tâm thức, Osho đã gây scandal cho các nhà lãnh đạo Ấn Độ giáo khi kêu gọi cần chấp nhận tình dục một cách tự do hơn. Sau đó, ông được báo giới Ấn Độ mệnh danh là Đạo sư tình dục. Vào năm 1969, khi được mời đến phát biểu tại Hội nghị Hindu Thế giới lần thứ hai, mặc dù có một số nhà lãnh đạo Ấn Độ giáo phản đối, ông đã sử dụng cơ hội phát biểu để tiếp tục gây tranh cãi lần nữa với tuyên bố rằng bất kỳ tôn giáo nào mà coi cuộc sống vô nghĩa và đầy đau khổ, chỉ biết dạy cách hận thù cuộc sống đều không phải là một tôn giáo thực sự.
tôn giáo là một nghệ thuật dạy cách làm thế nào để tận hưởng cuộc sống. Bước đầu cho một thiền sư vĩ đại. Tháng 6 năm 1970, Osho chuyển đến Mumbai và khởi xướng nhóm đệ tử Neo Sanyasin đầu tiên của mình. Thế nhưng khí hậu ẩm ướt của Mumbai gây ra nhiều bất lợi cho sức khỏe của ông. Osho đã mắc các bệnh tiểu đường, hen phế quản và hàng loạt chứng dị ứng. Ông chuyển đến một ngôi nhà ở Kodegaon Park Pune năm 1974. Nơi đây được gọi là Ashram Buna và là địa điểm cho Osho diễn thuyết đến năm 1981. Hai ngôi nhà liền kề và 6 mẫu Anh, tức là 24.000 m², trở thành cốt lõi của một tu viện. Ngôi nhà mới cho phép ghi âm và quay video thường xuyên. Các bài giảng của ông cũng được in ra và phân phối trên toàn thế giới. Điều này cho phép ông tiếp cận được nhiều khán giả hơn. Số lượng du khách phương Tây sau đó tăng mạnh. Tu viện nhanh chóng phát triển thêm khu trung tâm nghệ thuật và hàng thủ công sản xuất quần áo, đồ trang sức, đồ gốm, mỹ phẩm hữu cơ và trình diễn các buổi biểu diễn kịch, ca múa nhạc và kịch câm. Từ năm 1975, sau khi có một số nhà trị liệu từ phong trào tiềm năng con người tới tham gia, tu viện bắt đầu bổ sung các bài thiền định với một số lượng các nhóm trị liệu ngày càng tăng và các nhóm này trở thành nguồn thu nhập chính cho tu viện. Năm 1980, Osho bị một người Ấn giáo tấn công bằng dao khi đang ngồi thuyết giảng. Mặc dù vết thương không sâu, nhưng do sức khỏe vốn đã yếu nên nó dần trở nên nghiêm trọng. Một đệ tử thân cận cho biết là ông thường xuyên đau bệnh và mắc phải hội chứng mệt mỏi, bị tiểu đường loại 2, bị cao huyết áp và thường xuyên phải sử dụng thuốc Valium. Bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên like, ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp video về người thành công. Thông tin chi tiết xem bên dưới comment nha các bạn. Những năm tháng ở xứ cờ hoa. Năm 1981, ông rời Ấn Độ đến Hoa Kỳ chữa bệnh. Các đệ tử của ông mua một nông trại trồng 65.000 mẫu tại Peabody Ranch, Dallas, Wasco County, bang Oregon với giá gần 6 triệu đô la. Nông trại này sau đó được đổi tên thành Ranisburam. Ông đã thiết lập được một làng tâm linh tu học rộng lớn cách thị trấn Antelope 12 dặm với một giảng đường rộng khoảng 8.175 m², một sân bay nhỏ và 4.000 hội viên thường trú, một số được trang bị súng phòng thủ. Ranisburam nhanh chóng trở thành một thế lực ảnh hưởng tại địa phương. Tuy nhiên sau đó, giữa lãnh đạo Ranisburam và cộng đồng dân cư địa phương đã xảy ra mâu thuẫn liên quan đến vấn đề sử dụng đất đai. Thành phố từ chối cấp giấy phép xây dựng và ra lệnh triệt hạ những cơ sở không có giấy phép của Ranisburam. Văn phòng của Ranisburam bị các nhóm người lạ mặt ném chất nổ. Do hội đồng thành phố tiếp tục từ chối cấp giấy phép xây cất, nên các đệ tử của Osho đã bầu người của mình vào hội đồng thành phố. Kết quả là tân hội đồng thành phố được lãnh đạo bởi phe thân Osho, đổi tên Antelope thành City of Ranis. Đến năm 1981, tu viện của Osho đã đón 30.000 du khách mỗi năm. Các buổi thuyết pháp hàng ngày chủ yếu gồm các khách đến từ châu Âu và châu Mỹ. Nhiều nhà quan sát nhận thấy phong cách thuyết giảng của Osho đã thay đổi vào cuối những năm 70, trở nên ít tập trung hơn về mặt trí tuệ và có nhiều câu chuyện đùa châm biếm gây sốc hoặc là gây thú vị cho khán giả. Vào ngày 10 tháng 4 năm 1981, Osho bước vào khoảng thời gian 3 năm rưỡi tự im lặng, thiền định với âm nhạc và các bài học từ các tác phẩm tâm linh như là The Prophet của Khalil Gibran hoặc Isha Upanishad. Cùng thời điểm này, Ma Ajahn Sila thay Mayuga Lasmi làm thư ký của Osho. Sila dần trở thành người đại diện của Osho và thay ông quyết định nhiều việc. Ngày 30 tháng 10 năm 1984, Osho kết thúc giai đoạn tự im lặng. Tháng 7 năm 1985, ông lại tiếp tục diễn thuyết hàng ngày. Tháng 9 năm 1985, sau khi Sila và toàn bộ đội ngũ quản lý của cô bất ngờ rời khỏi công xã đi châu Âu, Osho đã tổ chức một cuộc họp báo gọi Sila và các cộng sự của cô là một băng đảng phát xít. Ông cáo buộc họ đã phạm một số tội ác nghiêm trọng, phần lớn là vào năm 1984, và đã mời các nhà chức trách tới điều tra. Những tội ác được nhắc đến bao gồm âm mưu giết thầy thuốc chữa trị cho Osho, các vụ ngộ độc của các viên chức chính phủ, lắp thiết bị nghe lén trong công xã và trong nhà của ông, và một cuộc tấn công khủng bố sinh học đối với công dân vùng The Dalles, Oregon. Sila bị cáo buộc đã dùng Salmonella để tác động đến cuộc bầu cử hạt.
Trong vụ này có 751 người nhiễm vi khuẩn Salmonella. Từ những lùm xùm dính đến pháp luật, một số đệ tử của Osho đã thu xếp cho ông di chuyển đến thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina. Thế nhưng sau đó Osho lại bị bắt giữ vì đã liên tiếp vi phạm luật di trú của Hoa Kỳ. Ông bị kết tội môi giới, làm giả hôn nhân cho những đệ tử mang quốc tịch Ấn Độ kết hôn với những đệ tử mang quốc tịch Hoa Kỳ để hợp pháp hóa việc định cư. Osho cũng bị truy tố về tội khai man trên những giấy tờ di trú. Năm 1985, theo phán xét của văn phòng luật sư Hoa Kỳ, Osho bị phạt tù treo 10 năm, 5 năm thử thách, 400.000 đô tiền phạt và đồng ý rời khỏi Hoa Kỳ. Đi vòng quanh thế giới và quay về Bun. Sau khi rời khỏi Hoa Kỳ, Osho trở về Ấn Độ, hạ cánh xuống Delhi vào ngày 17 tháng 11 năm 1985. Ông được các đệ tử Ấn Độ hoan nghênh. Osho đã ở lại Himachal Pradesh trong 6 tuần lễ. Khi các đồ đệ không phải là người Ấn trong đoàn của ông bị thu hồi thị thực, Osho chuyển đến Kathmandu, Nepal và vài tuần sau đó chuyển đến Raid. Dưới áp lực của Mỹ, 21 quốc gia đã cấm ông nhập cảnh vào nước mình. Nhiều nước từ chối các buổi diễn thuyết của ông, thậm chí ông và đoàn tùy tùng của mình còn bị cảnh sát yêu cầu phải rời nước họ khi chỉ mới đáp xuống sân bay. Ngày 30 tháng 7 năm 1986, ông trở lại Bombay, Ấn Độ. Tháng 1 năm 1987, Osho trở lại Ashram ở Pune. Tại đây, ông đã tổ chức các buổi thuyết giảng mỗi tối, ngoại trừ khi bị bệnh. Việc xuất bản sách và liệu pháp được tiếp tục và tu viện cũng được mở rộng thêm. Osho đã nghĩ ra các liệu pháp thiền mới như là hoa hồng huyền bí và bắt đầu hướng dẫn thiền định trong các bài giảng của mình. Từ đầu năm 1988, các bài thuyết giảng của ông chỉ tập trung vào thiền. Năm 1989, ông đổi tên Bhagwan Sri Ranis thành Osho Ranis, sau đó rút gọn thành Osho. Ông cũng yêu cầu tất cả các thương hiệu trước đây được gắn với Ranis phải chuyển sang thành Osho. Lúc này, sức khỏe của ông tiếp tục suy yếu. Osho thuyết trình công khai lần cuối vào tháng 4 năm 1989. Sau lần ấy, ông chỉ đơn giản ngồi thiền định với các đệ tử của mình. Osho qua đời vào ngày 19 tháng 1 năm 1990 ở tuổi 59. Nguyên nhân gây tử vong được công bố chính thức là do suy tim. Tro của ông được đặt trong phòng ngủ tại nhà lão tử ở Ashram tại Pune. Trên văn bia có dòng chữ: Osho không sinh không diệt, chỉ ghé thăm trái đất này trong khoảng thời gian ngày 11 tháng 12 năm 1931 đến ngày 19 tháng 1 năm 1990. Osho đã để lại một khối lượng tác phẩm đồ sộ với hàng trăm cuốn sách và vô số bài thuyết giảng được xuất bản bằng 60 thứ tiếng ở 200 nhà xuất bản khác nhau. Có thể nói ông là một trong những người gây tranh cãi nhiều nhất về mặt đạo lý, nhưng cũng là người có sức hút vô cùng mạnh mẽ. Và điều này đã đúng với ý đồ thực thụ của một con người nổi loạn, vì dù thế nào thì Osho cũng đã có một cuộc đời ấn tượng. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!